thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm qua, nhiều tập thể cá nhân trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều việc làm tốt, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng xã hội. Trong số những nhân tố điển hình được tuyên dương tại lễ báo công Dương Bác, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức vào đầu tháng 5 này là Thượng tá Vũ Văn Tường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố. Là người đứng đầu đơn vị, Thượng tá Vũ Văn Tường luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Bản thân cùng Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an thành phố thường xuyên chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo gương Bác gắn với phong trào thi đua trong đơn vị. Tham mưu thực hiện mô hình triển khai lắp đặt camera nhận diện khuôn mặt, biển số xe phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, mô hình nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác vì nhân dân phục vụ của Công an thành phố. Đảng bộ Công an thành phố đã phát động trong toàn đảng bộ, đảng viên, cán bộ chiến sĩ đăng ký các cái việc làm theo lời Bác. Thế và trọng tâm đó là cái phong trào công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và công an dân làm theo lời Bác. Và trong những cái năm qua ấy, thì Công an thành phố đã chỉ đạo các cái lực lượng làm tốt cái chức năng nhiệm vụ theo cái nhiệm vụ được phân công. Và kết quả qua các cái phong trào học tập này thì đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ được các cấp khen thưởng và nhiều tập thể được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp. Và đặc biệt đó là cái tình hình an ninh trật tự ổn định và giữ vững hàng năm. Tội phạm về trật tự xã hội đều giảm từ 5% trở lên. Thế và đặc biệt là hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Giang không còn có những cái băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, không còn có những cái điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được và huy động toàn thể lực lượng tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm sao giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Với 10 năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên, trong đó 7 năm làm bí thư đoàn xã, chị Vũ Thị Lan, bí thư đoàn thanh niên xã Đình Trì, luôn xác định học tập và làm theo gương Bác là bắt đầu từ những việc làm nhỏ hàng ngày. Nên bằng sự sáng tạo và nhiệt tình trong công tác, chị đã đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã đi vào nề nếp, trở thành một trong những đơn vị luôn được tổ chức đoàn cấp trên đánh giá cao. Trên cương vị của mình, chị đã cùng ban chấp hành đoàn xã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thực sự hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi tham gia. Hàng năm chị đều chủ động đăng ký từ 3 đến 5 việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của mình và các phong trào do đoàn cấp trên phát động. Sở dĩ thì cá nhân tôi cũng như là tập thể ban chấp hành đoàn xã luôn là lựa chọn những cái việc làm thiết thực và hiệu quả để đăng ký học tập và làm theo lời Bác, như là các cái hoạt động như là điểm vui chơi rồi các cái công trình thanh niên cũng như là các cái hoạt động tặng quà, nó có ý nghĩa hết sức là thiết thực và hiệu quả, nó mang lại cái ý nghĩa cho các em học sinh cũng như là mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, trong 2 năm qua, Đảng bộ thành phố đã có 1.771 kế hoạch cam kết làm theo của tập thể và 18.097 việc của cá nhân đăng ký đã hoàn thành và có sản phẩm cụ thể. Có 12 vấn đề hạn chế nổi cộm cấp thành phố và 71 vấn đề hạn chế cấp cơ sở được đăng ký giải quyết. Trong 2 năm, có 309 trên 328 việc làm mới của tập thể và 441 trên 470 của cá nhân đăng ký và hoàn thành. Trong quá trình thực hiện, toàn đảng bộ thành phố đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt và mô hình cách làm hay sáng tạo trong các lĩnh vực được các cấp ủy biểu dương khen thưởng và ngày càng có sức lan tỏa lớn. Sau 2 năm thực hiện kết luận số 01 thì xuất hiện nhiều tập thể, nhiều cá nhân và nhiều những cái gương điển hình tiên tiến, nó gắn trực tiếp, gắn thực tiễn với đời sống phát triển của kinh tế xã hội. Và thông qua những cái gương điển hình đó thì thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế xã hội. Và những gương điển hình của những năm trong 2 năm vừa rồi có nhiều những cái tiêu biểu, có những cái đặc sắc hơn.
những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố Bắc Giang là những minh chứng rõ nhất về việc học tập và làm theo Bác không phải là những vấn đề cao sang, mà đó là những công việc cụ thể trở thành việc làm tự giác của mỗi người trong cuộc sống cũng như trong công tác hàng ngày, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn.